Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ngôi cho Vương Đình Huệ. Vương Đình Huệ là một trong hai người mà Nguyễn Phú Trọng đã nâng đỡ để được vào Bộ Chính trị vào năm 2013 nhưng thất bại. Người kia là ông Nguyễn Bá Thanh thì nay đã không còn. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng bị đánh bật ra khỏi Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Vương Đình Huệ đã trỗi dậy và tiến thân hết sức nhanh chóng. Vào cuối tháng 5 năm nay, khi Quốc hội khóa đầu tiên được bầu lên, thì ông Vương Đình Huệ sẽ là Chủ tịch Quốc hội. Đây là thông tin được tiết lộ. Mọi chuyện đã được an bài, việc bầu cử chỉ là vở kịch diễn ra cho xong và tốn kém mà thôi. Đại hội lần thứ 13 đã kết thúc, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giữ ghế Tổng Bí thư. Điều trước tiên có thể nói là việc ông tiếp tục giữ được chiếc ghế này không phải do uy tín của ông hay người ta yêu quý gì ông. Chỉ đơn giản là ông là thế lực mạnh nhất mà không ai có thể chốt phế được. Người ta nói hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng chọn ai kế vị thì tương lai người đó được đảm bảo. Liệu rằng thật sự có phải là như vậy hay không vẫn là câu hỏi đang được dư luận quan tâm. Ông Vương Đình Huệ xuất hiện có lẽ cậy nhờ ông Nguyễn Phú Trọng nhiều hơn là giúp ích cho Nguyễn Phú Trọng. Khi ông Trọng chiến đấu với ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Vương Đình Huệ âm thầm né tránh để một mình ông Nguyễn Bá Thanh chịu trận. Ông Vương Đình Huệ vốn là dân kế toán tài chính, có lẽ vì thế mà ông giỏi tính toán và đường đi nước bước của ông, chính vì vậy tránh được những rủi ro. Điều này không biết có đúng hay không, nhưng rõ ràng ông Vương Đình Huệ là một người khá giỏi trong đường đi nước bước. Hiện nay có tin ông Nguyễn Phú Trọng ngồi ghế Tổng Bí thư 2 năm rồi sẽ nhường lại chiếc ghế này cho ông Vương Đình Huệ. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ nấp sau cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói ông Nguyễn Phú Trọng ở lại vì người mà ông chọn thay ông chưa đủ vững nên cần một thời gian để đủ độ chín. Tuy nhiên, ông Vương Đình Huệ cần chú ý là ông Đinh Thế Huynh cũng đã từng được ông Nguyễn Phú Trọng chọn làm hạt giống thay ông giữa nhiệm kỳ. Nhưng cuối cùng, ông Nguyễn Phú Trọng không thể nhường ghế cho ông Đinh Thế Huynh mà còn làm cho ông Huynh dường như bị mất trí một cách khó hiểu. Chính trị là một con dao hai lưỡi, rất dễ đứt tay bất cứ lúc nào. Lại có tin ông Võ Văn Thưởng cũng là một hạt giống đỏ. Và việc ông Võ Văn Thưởng được giao chức thường trực Ban Bí thư Trung ương cũng làm rộ lên tin đồn là ông Võ Văn Thưởng cũng là một hạt giống để thay ông Nguyễn Phú Trọng giữa nhiệm kỳ. Điều này cũng có thể đúng vì ông Thưởng tiến thân cũng hết sức nhanh chóng khi về Ban Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng. Có tin cho rằng ông Võ Văn Thưởng là người mà Nguyễn Phú Trọng cài vào Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã bị Lê Thanh Hải đánh bật ra, quay trở ra Trung ương và được ông Nguyễn Phú Trọng giao cho Thưởng làm trưởng ban tuyên giáo. Giờ đã đến lúc chuyển ngôi. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng nuôi cả hai để đến khi sắp trao quyền thì ông sẽ chọn người mà ông tin cẩn nhất để giao. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng sẽ trao quyền cũng không thuyết phục cho lắm, bởi ai cũng biết ông Nguyễn Phú Trọng là con người sống chết vì quyền lực. Vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, ông đã từng bị đột quỵ lần một tại Kiên Giang sau cơn cao huyết áp và khí hậu thay đổi. Và sau đó, sức khỏe của ông đã vô cùng yếu ớt, ông cũng không chịu nhường ghế cho ai bao giờ. Và bây giờ, bảo ông nhường ghế cho Võ Văn Thưởng hay ông Vương Đình Huệ làm giải thích không được thuyết phục cho lắm. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng dường như đang nhòm ngó chiếc ghế của ông Nguyễn Phú Trọng. Vừa già yếu, vừa giữ chiếc ghế quyền lực nhất nước, át hẳn quanh ông Nguyễn Phú Trọng, không thiếu những người nịnh bợ, chiều chuộng để được ông chiếu cố. Giữa ông Nguyễn Phú Trọng và thế hệ kế cận có một khoảng cách khá xa. Ông Võ Văn Thưởng so với ông Nguyễn Phú Trọng giống như cha với con. Khoảng cách tuổi tác khá xa, trong khi đó ông Vương Đình Huệ so với ông Nguyễn Phú Trọng như anh và em. Trong mắt ông Nguyễn Phú Trọng, dường như ông Võ Văn Thưởng vẫn chỉ là măng chưa đủ cứng, còn phải thử thách, bồi dưỡng và uốn nắn. Thông tin cho thấy, từ bây giờ cho đến 2 năm sau, chính trường Việt Nam sẽ có rất nhiều thay đổi lớn. Có quá nhiều người ngắm nghía chiếc ghế Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng. Nếu chẳng may ông ta có vấn đề gì về sức khỏe thì rất có thể cuộc chiến công đình ác liệt sẽ xảy ra để tranh giành. Còn nếu ông Nguyễn Phú Trọng vẫn khỏe như bây giờ thì có thể chính trường Việt Nam sẽ êm hơn. Tuy nhiên, điều rủi ro luôn luôn trực chờ. Có tin đường quan lộ của ông Vương Đình Huệ đã được ông Nguyễn Phú Trọng dọn sẵn. Có ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng chưa thể nghỉ
là việc ông Vương Đình Huệ chưa có thời gian để kinh qua các đoạn tu nghiệp. Ông phải là từng là bí thư đứng đầu một tỉnh và để tránh tiếng tổng bí thư chỉ do đảng cử, đảng bầu, không có được sự thừa nhận của đại diện quốc dân, ông Vương Đình Huệ nhất định phải đi qua bước làm chủ tịch quốc hội. Như vậy, ông Huệ phải trở thành bí thư Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải đột ngột được cất nhắc với khuyết điểm và ông ta đã bị đánh trượt. Một điểm nhỏ trong hàng chục tội nghiêm trọng khác đối với chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng thời đó, nhưng đủ để rút chân ra khỏi bí thư Hà Nội, nhường chỗ đó cho ông Vương Đình Huệ. Và chuyện ông Huệ sẽ được bầu làm chủ tịch quốc hội chỉ là vấn đề thủ tục và cũng chỉ là làm cho có lệ, nghĩa là không phải cả nhiệm kỳ, để khi ứng cử chức tổng bí thư ông vẫn còn dưới 65 tuổi. Như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải xin nghỉ hưu và giữ nhiệm kỳ và Trung ương sẽ họp đột xuất bầu tổng bí thư Vương Đình Huệ vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Chiếc ghế chủ tịch quốc hội vẫn được dọn sẵn cho bà Trương Thị Mai, không phải cho ông Huệ sẽ là người ngồi tạm 2 năm mà thôi. Tuy nhiên, những tin tức này chỉ là lời đồn đoán và tình hình chính trị Việt Nam luôn rắc rối và lời đồn đôi khi đi trước thông tin chính thống rất xa nên không thể nào phủ nhận lời đồn cho được. Cho tới giờ, những dự định của ông Phú Trọng nếu có thì nó vẫn có thể bị thay đổi vào phút chót. Có lẽ giải pháp thay thế chỉ xảy ra khi sức khỏe của ông Phú Trọng không cho phép, chứ ông còn sức khỏe thì khó lòng mà ông nhường chiếc ghế lại cho bất kỳ ai. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn nuôi tham vọng cầm quyền suốt đời như ông Hồ Chí Minh, điều đó không khó có thể nhận ra. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ là dân kinh tế, không phải dân triết học Marx Lenin như ông Nguyễn Phú Trọng. Có điều rất dễ thấy là ông Vương Đình Huệ hoàn toàn không như ý ông Nguyễn Phú Trọng. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã nâng đỡ ông Đinh Thế Huynh với mục đích tiếp quản chiếc ghế tổng bí thư, thì bản thân ông Huynh là người lý luận chủ nghĩa Marx, nghĩa là ông Đinh Thế Huynh cũng thuộc trưởng phái bảo thủ y như ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Vương Đình Huệ thì hoàn toàn khác. Ông Huệ là dân kinh tế, không phải dân theo chủ nghĩa Marx. Ông Huệ cấp tiến hơn ông Nguyễn Phú Trọng, đó là điều rất dễ nhận ra. Trong khi đó, ông Võ Văn Thưởng đi lên từ ban tuyên giáo, cũng đã học chuyên môn về chủ nghĩa Marx. Vì vậy, với ông Nguyễn Phú Trọng, con người ông Vương Đình Huệ cũng chưa được ưng ý cho lắm. Và dư luận cho rằng kẻ nào ngả về Trung Quốc thì người đó sẽ có thế mạnh. Với sức khỏe như hiện nay, người ta nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng không thể đủ sức để tiếp tục kiểm soát toàn bộ hệ thống thêm 5 năm nữa. Dưới thời cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã 3 lần lùi khi đối phó với các mối đe dọa và áp lực của Trung Quốc trong các tranh chấp ở Biển Đông. Đó là vào tháng 3 năm 2018, Việt Nam đã rút lại hợp đồng thăm dò dầu khí với Repsol của Tây Ban Nha tại khu vực Bãi Tư Chính. Tiếp theo, vào tháng 5 năm 2019, sau cuộc đối đầu kéo dài 4 tháng tại lô Phong Lan Đỏ do tập đoàn dầu khí Nga Rosneft điều hành, Việt Nam đã buộc phải hủy bỏ hợp đồng khảo sát với tập đoàn Noble. Việt Nam cũng đã hầu như không còn tiếp tục thăm dò dầu khí ở khu vực này nữa và từ bỏ chủ quyền cho Trung Quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếp tục chấp nhận thua thiệt lợi ích quốc gia cho lợi ích phe phái của mình để ông ta được yên vị. Chính nhờ những bước lùi đó mà thế lực của Nguyễn Phú Trọng trong Đảng Cộng sản Việt Nam trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng làm thế vì tham vọng chính trị của ông. Đã 31 năm quy luật người nào thân Trung Quốc nhất thì người đó sẽ là Tổng Bí Thư. Người nào được Trung Quốc tín nhiệm nhất thì người đó vững vàng ở ngôi vị của mình nhất. Và đến hôm nay, thế lực của Nguyễn Phú Trọng vẫn là mạnh hàng đầu của Việt Nam, mặc dù tuổi của ông rất cao và ông làm đến khóa thứ 3, hoàn toàn đi trái lại với điều lệ Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người có tham vọng rất lớn. Ông là phó tiến sĩ xây dựng đảng, đại học tại Nga, và ông Nguyễn Phú Trọng đã từng âm thầm nhiều năm cho vị trí Tổng Bí Thư. Và khi đã nắm được vị trí Tổng Bí Thư, ông phải chứng minh được rằng tất cả phải do Đảng lãnh đạo. Có nghĩa là do ông lãnh đạo. Ông chưa chết thì tất cả phải do ông quyết định. Và tất nhiên, người kế vị của ông trong chức Tổng Bí Thư cũng sẽ do ông quyết định nốt. Đây là hình ảnh thân thiết với Tập Cảnh Bình làm nên sức mạnh của ông Nguyễn Phú Trọng. Đừng bao giờ ảo tưởng cho sự tử tế của ông Nguyễn Phú Trọng. Hai nhiệm kỳ Tổng Bí Thư dưới tay ông, Nguyễn Tấn Dũng, bố già của Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Trầm Bê, Nguyễn Văn Bình đã phải chịu bó gối về vườn làm người tử tế. Lê Thanh Hải 20 năm cát cứ độc chiếm Sài Gòn bất khả xâm phạm bị đánh bật ra khỏi ghế quyền lực. Đó là đối thủ.
Còn với đồng minh như Đinh Thế Huynh thì ông còn lạnh lùng và lùi vào sâu cánh gà sân khấu chính trị mà không nói năng gì. Với một con người đã ngả về Trung Quốc và thân với Tập Cận Bình thì ông ta có sức mạnh đáng sợ như vậy. Và khi quyền lực cao hơn, ông càng nhẫn tâm hơn, càng lạnh lùng hơn. Nếu o bế Nguyễn Phú Trọng để hy vọng thừa hưởng chiếc ghế quyền lực thì có thể nói trong đó cũng đầy rủi ro chứ không hề dễ dàng gì. Muốn tạo sức mạnh cho riêng mình, ông Vương Đình Huệ cần phải học ông Phạm Minh Chính, đó là điều dư luận bàn tán xôn xao. Máu danh vọng chưa bao giờ nguôi hay giảm trong người ông Nguyễn Phú Trọng. Công lao đấu đá, công lao giành giật và công lao ông tạo mối quan hệ khăng khít với Bắc Kinh không dễ gì ông buông. Ông Vương Đình Huệ cần phải hiểu điều đó, bài học về một hạt giống Đinh Thế Huynh còn nóng hổi. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính có mối quan hệ với Bắc Kinh rất tốt. Ông Chính là đối thủ nặng ký cho chức Tổng Bí thư sau 5 năm nữa. Với vai trò là Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ cần tranh thủ tìm kiếm móc nối với Bắc Kinh để có thế lực ủng hộ thì tương lai ông Huệ sẽ được đảm bảo hơn. Còn nếu bám vào ông Nguyễn Phú Trọng thì có thể nói nó không hề đảm bảo cho ông Huệ chắc chắn xuất kế thừa ngai vàng. Đây là hình ảnh nếu bắt tay Trung Quốc thì sẽ đảm bảo tương lai cho ông Vương Đình Huệ. Thực tế cho thấy ông Vương Đình Huệ là người rất khéo léo, ẩn mình chờ thời, đợi đến lúc tới thì mới lên vương. So sánh giữa ông với ông Nguyễn Bá Thành sẽ thấy nổi lên điều đó. Và Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thể thoát khỏi sự gắn kết với sự dẫn dắt của Trung Quốc. Ông Vương Đình Huệ ắt hiểu ra điều đó và liệu ông Huệ có thừa nhận được chiếc ghế Tổng Bí thư do ông Nguyễn Phú Trọng để lại hay không? Nó phụ thuộc vào những dự định của ông Huệ sẽ làm trong vai trò Chủ tịch Quốc hội sắp tới. Bắt tay với Trung Quốc, đảm bảo quyền lực hơn là núp bóng ông Nguyễn Phú Trọng. Và những năm tới, chúng ta hãy xem ông Vương Đình Huệ sẽ làm gì và Đảng Cộng sản sẽ đi về đâu với những màn đấu đá không ngừng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 20 tháng 2 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ngôi cho Vương Đình Huệ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.